Ngày 27 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị của Thường trực Chính phủ với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương về kiểm điểm đánh giá tình hình đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 cho thấy kết quả giải ngân 10 tháng năm 2023 của cả nước là hơn 389.000 tỷ đồng, đạt 55,02% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đến nay, giải ngân 11 tháng của cả nước khoảng 461.000 tỷ đồng, đạt 65,1%, cao hơn cùng kỳ 58,33% và số tuyệt đối cao hơn gần 123.000 tỷ đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ bên cạnh những kết quả đã đạt được, có 21 trên 52 bộ cơ quan trung ương và 30 trên 63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn gần 16.200 tỷ đồng. Có 43 bộ cơ quan trung ương và 28 địa phương giải ngân dưới mức trung bình của cả nước. Đến hết tháng 11, bình quân các bộ cơ quan địa phương chỉ đạt tỷ lệ giải ngân khoảng 44%, thấp hơn nhiều bình quân chung cả nước 65,1%. Trong đó 15 bộ cơ quan trung ương chỉ giải ngân được dưới 15%, 8 địa phương giải ngân dưới 50%. Chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc niên độ ngân sách nhà nước năm 2023, trong khi khối lượng giải ngân còn khá lớn, còn khoảng 247.000 tỷ đồng. Thủ tướng đề nghị quyết tâm giải ngân ít nhất 95% kế hoạch được giao năm 2023. Tại văn bản góp ý về đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam vừa gửi tới Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng, thực hiện đề án đã thống nhất đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam theo kịch bản 3. Theo đó, đường sắt Bắc Nam theo kịch bản xây mới đường đôi, khổ ray 1.435mm, khai thác tàu chở khách và dự phòng cho chở hàng khi có nhu cầu, tốc độ thiết kế 350 km/h. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 68,98 tỷ đô la Mỹ. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ được làm mới hoàn toàn với 60% là cầu, 10% hầm, 30% chạy trên nền đất. Toàn tuyến có 23 ga khách, 5 khu tập kết, sửa chữa, bảo dưỡng, 40 cơ sở bảo trì hạ tầng, 5 ga hàng, 4 depot, 28 km tuyến nối ga. Dự án cần mua sắm 74 đoàn tàu động lực phân tán với 1.184 toa xe. Năng lực chạy tàu đáp ứng 175 đôi tàu một ngày đêm, vận chuyển khoảng 133,5 triệu hành khách một năm và 20 triệu tấn hàng hóa một năm. Ngân hàng Nhà nước công bố đến cuối tháng 8 năm 2023, số dư tiền gửi tại hệ thống ngân hàng đạt hơn 6,43 triệu tỷ đồng, tăng gần 9% so với cuối năm 2022, tương đương số tăng tuyệt đối là 567.600 tỷ đồng. Riêng tháng 9 năm 2023, người dân gửi thêm vào hệ thống ngân hàng hơn 15.900 tỷ đồng. Theo đó, các ngân hàng thu hút được 6,45 triệu tỷ đồng. Không chỉ thu hút tiền nhàn rỗi từ dân cư, lượng tiền gửi vào ngân hàng của các tổ chức kinh tế cũng tăng mạnh. Tính chung tiền gửi của dân cư và khối tổ chức chảy vào hệ thống ngân hàng đến hết quý 3 năm 2023 đạt 12,68 triệu tỷ đồng, tăng gần 7,3% so với đầu năm. Nhận định về việc tiền nhàn rỗi vẫn chảy vào kênh tiết kiệm bất chấp lãi suất tiền gửi đã giảm khá mạnh thời gian qua. Các chuyên gia cho rằng kênh tiền gửi luôn được người dân ưa chuộng vì tính an toàn dù tỷ suất sinh lời không bằng các kênh đầu tư khác. Nhất là trong bối cảnh hiện nay khi thị trường bất động sản chững lại, thị trường vàng và chứng khoán biến động mạnh, gây nhiều rủi ro khiến nhà đầu tư tiếp tục trú ẩn vào kênh tiền gửi tiết kiệm. Ngày 27 tháng 11, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ 100 triệu đồng cho Đại úy Trần Hoàng Ngôi là cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường thuộc Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long bị đứt lìa hai chân khi truy bắt cát tặc. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết qua hơn 3 ngày tích cực điều trị, Đại úy Ngôi đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe còn yếu, cần thời gian hồi phục. Trước đó, vào khuya 23 tháng 11, tổ tuần tra công an huyện Trà Ôn phát hiện ghe gỗ không số hiệu cùng hai đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hậu đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện và bắn chỉ thiên. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành, bỏ chạy. Khi truy đuổi, tàu của tổ tuần tra đã va chạm với phương tiện bỏ trốn, khiến bốn cán bộ rơi xuống sông. Riêng Đại úy Ngôi bị chân vịt chém vào hai chân, khiến vết thương bị nặng. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ 1/2 đùi chân phải và cắt bỏ trên gối chân trái của Đại úy Ngôi. Liên quan vụ việc, chiều 24 tháng 11, Công an huyện Trà Ôn đã tạm giữ Cao Văn Huyền, sinh năm 1979 và đối tượng tên Khoa, sinh năm 2002, cùng ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để điều tra. Ngày 27 tháng 11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết đã có báo cáo liên quan đến tàu cá có 14 lao động bị hỏng máy thả trôi trên biển.
Theo đó, khoảng 3 giờ ngày 26 tháng 11, tàu cá BD98833TS hành nghề lưới vây gồm 14 lao động do ông Võ Minh Vương, ngụ phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng. Khi đang hoạt động tại vị trí cách đông bắc đảo Phú Quý khoảng 140 hải lý thì bị hỏng máy, thả trôi, đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị Đài thông tin Duyên hải Phan Thiết, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phát đi thông tin cứu nạn để các tàu thuyền trong khu vực hoặc hành trình đi ngang qua vị trí nắm được thông tin hỗ trợ tàu cá BD98833TS. Ngày 27 tháng 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết lực lượng chức năng đã niêm phong khoảng 80.000 lít dầu DO vi phạm, dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 26 tháng 11, tại vùng biển Tây Nam, cách Nam Đông Nam đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau khoảng 130 hải lý, lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện tàu BT92009TS có biểu hiện nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu BT92009TS có 4 thuyền viên do ông Lê Hoàng Thi, sinh năm 1985, ngụ xã Tây Yên A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng. Khi đó đang vận chuyển khoảng 80.000 lít dầu DO, không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp.